Minasan konnichiwa. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với phần ngữ pháp bài số 20 của giáo trình Mina no Nihongo. Trong giáo trình này thì chúng ta đã thấy là bài 18 mình học thể T và sau đó liền một chuỗi bài 14, 15, 16 chúng ta học các cấu trúc ngữ pháp liên quan đến thể T. Thì ngày hôm nay cũng tương tự như vậy, bài 20 chúng ta học cái gọi là futsuke, tức là thể thông thường. Và kiến thức về thể thông thường này sẽ theo các bạn ở Mina 1, nó sẽ là bài 21 và 22, một chút của bài 23 nữa. Nhưng từ Mina 2 trở đi, cho khiến khi các bạn học lên trung cấp như là N3, N2, N1 thì thể thông thường nó sẽ là một phần tất yếu của các cấu trúc ngữ pháp. Thể thông thường thật ra nó cũng đơn giản thôi. Vấn đề ở đây chúng ta coi nó như là các từ vựng nhớ. Mất rồi này, doshi no futsuke có nghĩa là thể thông thường của động từ. Ở bài 18 chúng ta đã học veru, thì thể thông thường của vemasu đó chính là veru. Điều này nghĩa là thể lịch sự là khi chúng ta nói với những người lần đầu tiên gặp mặt, những người mà chúng ta chưa thân thiết lắm, tức là vẫn muốn giữ quan hệ xã giao nó hơi an toàn một chút, thì chúng ta dùng masu. Nhưng mà khi mà đã thân rồi, ví dụ nói chuyện với người trong gia đình hay là nói chuyện với bạn bè thân thiết chẳng hạn, thì chúng ta sẽ đưa nó về veru. Tương tự này, bên lịch sự sẽ là vemashita, thì bên thông thường sẽ là veta. Có một mẹo cho các bạn nhé, đấy là cứ cái gì mà có tha thì nó sẽ liên quan đến quá khứ. Thì phủ định là vemasen thì chuyển sang vật thể thông thường là venai. Và nếu nó là vemasen deshita thì chúng ta sẽ coi cái venai này này như là một tính từ đuôi y. Và ở bài 12 chúng ta đã học cách chuyển tính từ đuôi y sang quá khứ rồi. Đó là mình bỏ y và thêm katta. Chúng ta có là vena katta. Ví dụ nhé, cùng là động từ ikimasu chẳng hạn. Ikimasu nếu chuyển sang thể thông thường sẽ là iku. Hôm qua tôi đã đi Kyoto chẳng hạn. Kino Kyoto e ikimashita. Nhưng nói chuyện với bạn bè thân thiết thì chỉ cần là Kino Kyoto itta. Hoặc nói tôi không đi party đâu. Party ni ikimasen. Thì chuyển sang thể thông thường nói với bạn bè thân thiết sẽ là party ni ikanai. Và nếu nói rằng ngày hôm qua thì tôi đã không đi đâu cả. Kino doko e mo ikimasen deshita. Thì nói kiểu thể thông thường sẽ là Kino doko e mo ikanakatta. Mình có một vài ví dụ sau đây. Trong slide ngày hôm nay thì mình sẽ quy ước là những cái gì màu xanh thì nó sẽ là cách nói lịch sự, còn những cái nào được tô màu đỏ thì sẽ là cách nói thông thường. Ở đây mình có hai vai là Kacho và Fukuda-san. Kacho nói là Fukuda-san, mo hiru gohan o tabemashita ka? Iie, mada desu. Ja, issho ni Nihon ryori no restoran de ikimasen ka? Ee, ii desu ne. Fukuda này, cậu đã ăn cơm trưa chưa? À, em chưa ăn ạ. À, thế thì chúng ta cùng đến nhà hàng đồ ăn Nhật nhé. Nghe hay đấy sếp ạ. Hai người này trong quan hệ công việc là cấp trên và cấp dưới. Và nhìn cách nói chuyện như thế này, chúng ta sẽ hiểu ngay là họ chưa được thân thiết lắm, có thể là mới làm việc với nhau chẳng hạn. Nhưng đây là hai bạn, trông rõ là bạn bè đúng không, nói chuyện với nhau. Mà chúng ta thấy này, ikanai. Đây là các biểu hiện của thể thông thường ý. Hàm ý là các bạn này đang nói chuyện rất là thân mật, sồn sã. Đó là Suzuki-san và Fukuda-san. Suzuki-san hỏi là Fukuda-kun, Fukuda-kun, mo hiru gohan tabeta? Mada. Ja, issho ni Nihon ryori no restoran ikanai? Ii ne. Chúng ta thấy thứ nhất nhé, các trợ từ đã biến mất. Giữa từ ăn và từ cơm trưa thì chắc chắn chỉ có thể là trợ từ ô. Trường hợp mà nó chỉ có thể là một trợ từ duy nhất như thế này thì các bạn được phép bỏ trợ từ đi trong thể thông thường. Cho nên thể thông thường ấy, hay còn gọi là thể ngắn, bởi vì chúng ta chuyển sang một cái lập tức câu nó ngắn lại. Mada. Ikimasen ka đã biến thành ikanai. Trong thể thông thường thì chữ ka nó cũng sẽ được thay bằng dấu hỏi luôn. Ii ne. Ii desu là một tính từ đuôi y và chúng ta chỉ cần bỏ desu thôi.
Cái đây thì mình sẽ nói rõ ở phần ngữ pháp tiếp theo. Hay như hai bạn này đang nói chuyện với nhau, Suzuki-san và Yamada-san. Mai bằng terebi miru. Miru. Trường hôm nay các bạn có thể bỏ ô đi nhá. Nó giống như là hiru hằng taberu. Kisa, nani o tabeta? Pan to tamago o tabeta. Kisa, shinmun o yonda? Yomanakatta. Sáng nay thì cậu có đọc báo không? À không, tớ không đọc. Thường thì câu sau người ta sẽ hỏi là có cái gì hay à, hoặc là có chuyện gì thế. Đấy. Đó là phần thứ nhất, nói về thể thông thường của động từ. Thực ra phần này giống như là chúng ta đang tổng kết lại ngữ pháp của các bài trước thôi. Vemas biến thành veru, mà veru chúng ta học ở bài số 18. Vemasta biến thành veta, thì veta chúng ta học ở bài số 19. Vemasen biến thành venai, venai thì chúng ta học ở bài 17. Và các bạn chú ý cái trường hợp đặc biệt là arimas, thì thể nai của arimas là nai không thôi nhá, chứ không phải là aranai. Cho nên arimasen thì tương đương với nai. Và chúng ta có luôn là ja arimasen, nó sẽ là janai. Đó là lý do trong thực tế, có thể các bạn làm việc với người Nhật thì các bạn rất hay nghe cái câu là janai. Ồ janai ồ, không phải thế đâu. Và cuối cùng vemasen deshita thì chúng ta tóm lấy cái ve nai, coi nó như là một tính từ đối y và bỏ y thêm katta. Chúng ta có venakatta.